Có thể nói nhiều ngôi sao trên thế giới phải trải qua những rắc rối lớn khi liên quan đến các người đẹp. Nhiều người bị sập bẫy tình, còn các cô gái tận dụng sự nổi tiếng của họ để kiếm tiền. Đây cũng là lý do nhiều cô gái thường lựa chọn người nổi tiếng để quyến rũ, thậm chí tạo dựng chuyện ồn ào để làm bàn đạp thay đổi cuộc đời. Sau khi khiến cho hai ngôi sao dính rắc rối lớn, cô nàng Zihia Deha đã trở thành nhà thiết kế đồ nội y diễn viên. Năm 2010, bóng đá Pháp rúng động với tin hai ngôi sao dính nghi án mua dâm với Zihia Deha mại dâm đã được hợp thức hóa, nhưng hành vi mua dâm trẻ vị thành niên bị coi là phạm pháp. Ribéry và Benzema là hai ngôi sao bị điều tra có hành vi mua dâm với Zihia Deha. Deha là một trong 18 cô gái bị bắt giữ khi cảnh sát kiểm tra quán cà phê Zaman, vốn là một nhà chứa có tiếng ở Champs-Élysées, Pháp. Mức thu nhập của Zihia Deha lên đến 20.000 euro một tháng khi khách hàng là những người giàu có. Sự việc liên quan đến Ribéry và Benzema giúp cho Zihia Deha trở nên rất nổi tiếng. Cô nhận được nhiều lời mời đóng phim hay kể chuyện liên quan đến các ngôi sao. Hai ngôi sao Ribéry và Benzema đứng trước nguy cơ tan nát sự nghiệp. Nếu bị kết án, cả hai phải đối mặt với mức án 3 năm tù và bị phạt khoảng 45.000 euro. Ngược lại, Zihia Deha tận dụng sự nổi tiếng để làm người mẫu thời trang, sau đó trở thành nhà thiết kế thời trang và ra mắt thương hiệu riêng vào năm 2012. Về sau, Zihia Deha đã cứu Ribéry và Benzema khi nói rằng cô không cho họ biết tuổi thật của cô và họ cũng không cách gì biết được tuổi thật của cô. Năm 2019, bộ phim An Easy Girl, cô nàng dễ dãi, thắng giải Director for Night, tuần lễ đạo diễn tại Liên hoan phim quốc tế Cannes 2019. Nữ diễn viên trong phim chính là Zihia Deha. Cuộc đời của Zihia đã thay đổi hoàn toàn nhờ tên tuổi của Ribéry và Benzema, từ gái gọi trở thành người mẫu, nhà thiết kế, thời trang, diễn viên. Cũng giống như Zihia, Đô Mỹ Trúc cũng trở nên nổi tiếng và được truyền thông săn đón khi thành công đưa Ngô Dực Phạm vào tù. Tuy nhiên, Đô Mỹ Trúc lại có xuất thân trong gia đình khá giả và mối quan hệ với Ngô Dực Phạm ban đầu từ sự bồng bột của tuổi trẻ. Sau cuộc đấu tố với Ngô Dực Phạm, hot girl Đô Mỹ Trúc trở thành người mẫu ảnh. Trên mạng xã hội, mỹ nhân 10X thường chia sẻ những bộ ảnh mới và tiết lộ cuộc sống sang chảnh. Theo On, những động thái của Đô Mỹ Trúc nhanh chóng gây chú ý bởi có nhiều tin đồn khẳng định hot girl 20 tuổi này đang rục rịch tấn công showbiz hoa ngữ thời gian tới. Đáng chú ý, nhân viên trang điểm của Đô Mỹ Trúc tiết lộ cô đang tập múa để chuẩn bị cho một kỳ thi nghệ thuật. Trang On cho hay Đô Mỹ Trúc đang tích cực giảm cân và luyện vũ đạo. Trước đó, cô vừa tiến hành phẫu thuật chỉnh nha. Sau những thay đổi về ngoại hình, nhan sắc của Đô Mỹ Trúc lên hương rõ rệt, cộng đồng mạng khen ngợi tình cũ Ngô Dực Phạm ngày càng xinh đẹp. Tháng 10 năm 2021, Đô Mỹ Trúc từng chịu mỉa mai là phẫu thuật thẩm mỹ quá đà, lộ phần mũi quá cao cùng chiếc cằm nhọn khiến gương mặt trông đơ sượng và có phần đáng sợ. Tuy nhiên, qua các bộ ảnh chụp chân dung và quảng cáo được đăng tải trên mạng xã hội 2 tháng trở lại đây, Đô Mỹ Trúc lột xác hoàn toàn cho thấy vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa gợi cảm. Cô đang là người mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu tại Trung Quốc. Ngoài ra, Đô Mỹ Trúc thường bật mí cuộc sống mới thảnh thơi vui vẻ bên bạn bè và thường đi ăn uống sang chảnh trên trang cá nhân. Trên Weibo Đô Mỹ Trúc, nhiều dân mạng để lại bình luận khen ngợi và động viên cô ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ, ủng hộ bạn và cuộc sống mới. Hy vọng sau này bạn sẽ sống tốt hơn. Cuối năm ngoái, Đô Mỹ Trúc cho biết đã tự nguyện xin thôi học vì áp lực tâm lý cũng như mắc bệnh trầm cảm. Cô khẳng định sẽ luyện thi vào một trường đại học khác. Đồng thời, Đô Mỹ Trúc cũng rời khỏi Bắc Kinh, chuyển đến Thượng Hải bắt đầu cuộc sống mới. Đô Mỹ Trúc từng là sinh viên trường đại học truyền thông Trung Quốc. Bên cạnh việc đi học và hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, chân dài này còn là người mẫu ảnh và livestream bán hàng. Giữa năm 2021, cuộc sống của Đô Mỹ Trúc thay đổi hoàn toàn khi bất ngờ phanh phui chuyện Ngô Dực Phạm lăng nhăng và cư xử tệ bạc, tố cáo cựu thành viên EXO săn gái vị thành niên, tuyển phi, nói xấu đồng đội cũ, cưỡng dâm, chuyển tiền bịt miệng để gài bẫy cô tội tống tiền. Riêng Đô Mỹ Trúc dính vào Ngô Dực Phạm vì tin lời phỏng vấn vào đêm khuya bị chuốc rượu rồi bất tỉnh trên giường cùng chủ nhân bản hit Bát Mì Lớn. Thời điểm xảy ra vụ việc, cô mới 17 tuổi. Theo lời kể của Đô Mỹ Trúc, mọi chuyện vỡ lở và cảnh sát bắt tay vào điều tra. Tháng 8 năm ngoái, Ngô Dực Phạm chính thức bị bắt giữ vì cáo buộc cưỡng dâm và đang đợi ngày xét xử.